không muốn cho người khác biết lỗi lầm của mình, cho nên đương thời Đức Phật dùng phương pháp đương chúng sám hối, khiến cho con người đều có cơ hội hối lỗi, làm mới lại. Có lúc chính mình phạm lỗi lầm mà không biết, do đó nhờ người khác tốt ý khích lệ chỉ ra lỗi lầm của họ, đây gọi là chỉ lỗi, khiến cho họ sám hối, khôi phục lại thanh tịnh. Đây là quy luật thầy chánh pháp trụ thế. Sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, dần dần con người không dùng phương pháp sám hối này nữa, nên pháp dần dần mai một. Như ngày nay Phật Pháp mới truyền vào Tây Phương, có thể nói là thời đại chánh pháp, cho nên phải tôn trọng những gì Đức Phật chế ra. Đối với bốn chúng đệ tử, không màng phạm bất cứ lỗi lầm gì, chỉ cần bộc bạch thì sẽ khôi phục lại bản tánh thanh tịnh, đừng để lưu lại sự ám ảnh ở trong tâm. Về tu hành, đừng có tâm ích kỷ lợi mình, nên quan niệm rộng rãi về tiểu ngã của mình mà trở thành người của đại chúng. Việc có lợi cho đại chúng, có tổn hại về mình, dù cho tàn thân nát thịt, cũng nên tận sức gánh vác. Ngược lại, nếu việc tổn người lợi mình cũng không nên làm. Nếu thực hành theo đây thì mới có thể thành tựu đạo của Bồ Tát thực hành. Như vậy, quán trong thọ, ngoài thọ, trong ngoài thọ, theo thọ quán, quán trong tâm, ngoài tâm, trong ngoài tâm, theo tâm quán. Quán trong pháp, ngoài pháp, trong ngoài pháp, theo pháp quán, chuyên cần dũng mãnh nhớ biết, diệt trừ tham lam lo lắng của thế gian. Lại nữa, Bồ Tát này đối với các pháp ác bất thiện chưa sinh ra, vì không muốn cho sinh ra nên phải sinh tinh tấn, phát tâm đoạn trừ. Các pháp ác bất thiện đã sinh ra vì muốn dứt trừ nên sinh tinh tấn, phát tâm đoạn trừ. Các pháp lành chưa sinh ra vì muốn sinh ra nên sinh tinh tấn, phát tâm thực hành. Các pháp lành đã sinh ra vì muốn trụ không mất đi nên phải tu hành khiến cho nó tăng trưởng rộng lớn mà sinh tinh tấn, phát tâm thực hành. Như vậy quan sát nghiên cứu tỉ mỉ, hồi quang phản chiếu, sự cảm thọ trong nội tâm như thế nào, cảm thọ ở bên ngoài như thế nào, sự cảm thọ trong ngoài hợp nhất lại như thế nào, đó gọi là theo tâm quán, là thuận theo thọ để quan sát. Thọ gồm có tâm thọ và thân thọ. Sự thọ của sáu thức gọi là tâm thọ, sự thọ của năm căn gọi là thân thọ. Lại quán nội tâm như thế nào, ngoại tâm lại như thế nào, nội ngoại tâm hợp nhất lại như thế nào, theo tâm ý quan sát, nhờ tác dụng thật tâm nghiên cứu. Lại quán tất cả pháp bên trong và tất cả pháp bên ngoài, pháp trong ngoài theo pháp để quan sát, cũng phải sinh tinh tấn, dũng mãnh không giải đãi, niệm tất cả trí huệ, diệt trừ tất cả tham ái và ưu sầu phiền não trên thế gian. Người xuất gia phải thoát ra khỏi nhà tam giới, thoát ra khỏi nhà dục giới, nhà sắc giới, nhà vô sắc giới, còn phải thoát ra khỏi nhà phiền não, đoạn trừ tất cả phiền não, thoát ra khỏi nhà thế tục, tức là trừ khử tham ái. Muốn chân chánh làm cho được viên mãn thì đương nhiên không dễ dàng, nhưng phải khắc phục sự khó khăn, lực hành, thực tiễn. Cổ ngữ có nói, nhân giả, gian nan, nhi hậu hoạch. Nghĩa là người thành tựu nhân tâm phải trải qua quá trình gian nan khốn khổ mới có thể chân chánh, thành thục tâm nhân từ, đạt đến trí huệ viên dung vô ngại và nhân cách hoàn toàn cao thượng, mỹ mãn. Ở trước có nói là nhiễm ô tham ái thế gian, hiện tại muốn nói sự khoái lạc suốt thế gian. Ở trước không nói được viên mãn, hiện tại nói tỉ mỉ một chút. Vị Bồ Tát tu Diệm Huệ Điện này, khi trong tâm của Ngài chưa sinh khởi các niệm ác và pháp không tốt, thì vì muốn khiến cho các niệm ác và pháp không tốt không sinh, cho nên phải phát tâm Bồ Đề chuyên cần tinh tấn, dũng mãnh không giải đãi, phải dứt trừ tất cả các niệm ác và pháp không tốt như vậy. Dứt trừ tức là dứt trừ sự giải đãi các điều ác, tức là 10 điều ác khiến cho nó không sinh khởi lên. Nếu đã sinh ra thì phải cấp tốc khiến cho nó dứt trừ, cũng phải sinh tâm Bồ Đề dũng mãnh tinh tấn, phát tâm đại nguyện để dứt trừ niệm ác và pháp bất thiện đó, đổi thành niệm thiện, pháp thiện, tức là 10 điều thiện. Nếu như chưa sinh ra mà hy vọng sinh khởi tâm thập thiện thì càng phải dũng mãnh tinh tấn không giải đãi, phải phát tâm đại Bồ Đề, phát tâm nguyện lớn thiết thật làm được 10 điều lành. Giả sử đã sinh ra tất cả niệm thiện, vì muốn bảo trì thường hành 10 điều lành không thể ngừng giữa đường, thì phải siêng năng tinh tấn, khiến cho niệm thiện, hạnh thiện ngày càng tăng trưởng rộng lớn. Cũng phải dũng mãnh tinh tấn, phát tâm đại Bồ Đề, thiết thật tu hành, chánh trì chánh kiến, thành tựu Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát này tu hành định dục giới, muốn dứt trừ hạnh ác, thành tựu thần túc, y trì vào nhàm chán, y trì vào lìa, y trì vào diệt, hồi hướng nơi xả. Tu hành tinh tấn định, tâm định, quán định, đoạn định, thành tựu thần túc, y trì vào nhàm chán, y trì vào lìa, y trì vào diệt, hồi hướng nơi xả. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại tiếp tục nói,
Ở trước nói về vị Bồ Tát này, khi Ngài tu hành định dục giới phải dứt trừ tất cả ác hạnh, sinh ra tất cả hạnh lành thì sẽ thành tựu thần túc thông. Đây là một trong sáu thứ thần thông. Phải y chỉ và nhằm lìa tất cả pháp hạnh ác, dứt trừ tất cả pháp hạnh ác, cũng phải diệt tất cả pháp hạnh ác, đem tất cả hồi hướng về tất cả hạnh xả, tu tất cả bố thí. Xả là phải xả những gì mình không thể xả, mới là thật xả bỏ. Tu hành tinh tấn định là công phu tu định luôn không gián đoạn. Tâm định tức là tâm có định lực, không bị cảnh bên ngoài dụ hoặc làm dao động, không bị nhân tình làm thay đổi. Có câu rằng tám gió thổi không lay. Tám gió là: một, xưng được người khen không động tâm; hai, cơ bị người chê cũng không động tâm; ba, khổ thọ khổ không lay động; bốn, lạc an vui cũng không lay động; năm, lợi có lợi không lay động; sáu, suy có hại cũng không lay động; bảy, hủy bị phỉ báng không động tâm; tám, dự được người khen ngợi cũng không động tâm. Như vậy có thể chứng minh công phu tâm định đến được trình độ nào. Quán định, quan sát sự tu định có sự thành tựu chăng? Đoạn định, đoạn trừ tất cả ác hạnh. Như vậy sẽ thành tựu thần túc thông, một trong sáu thần thông. Phải y chỉ vào sự nhảm tất cả pháp thế gian, y chỉ lìa tất cả pháp thế gian, y chỉ diệt trừ tất cả ác hạnh thế gian, hồi hướng về pháp môn bố thí hỷ xả. Bồ Tát tu hành như vậy sẽ đạt được cảnh giới mắt thấy hình sắc bên trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay, mới chân chánh có định lực. Lại nữa, Bồ Tát này tu hành tín căn, y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả. Tu hành tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn, y chỉ nhàm, y chỉ lìa, y chỉ diệt, hồi hướng nơi xả. Lại nữa, Bồ Tát này tu hành tín lực, y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả. Tu hành tinh tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực, y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại nói tỉ mỉ tiếp theo đạo lý ở trước. Khi vị Bồ Tát này tu hành năm căn, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn thì y chỉ nhàm chán thế giới ta bà, y chỉ thoát khỏi tất cả phiền não, y chỉ diệt tận tất cả tập khí, hồi hướng về xả ba la mật. Lại nói tỉ mỉ rằng vị Bồ Tát Diệm Huệ Điện này tu hành năm lực, tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực cũng đều y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng về xả ba la mật. Đó là năm căn năm lực. Lực là do căn sinh ra, y chỉ vào những hạnh môn này để tu hành thì sẽ nhằm lìa tất cả pháp thế gian, tu hành tất cả pháp xuất thế, hồi hướng về pháp môn xả. Lại nữa, Bồ Tát này tu hành niệm giác phần, y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả. Tu hành trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, định giác phần, xả giác phần, y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả. Lại nữa, Bồ Tát này tu hành chánh kiến, y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả. Tu hành chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả. Bồ Tát tu hành công đức như vậy vì không bỏ tất cả chúng sinh, vì nguyện xưa gia trì, vì đại bi làm đầu, vì đại từ thành tựu, vì nghĩ nhớ trí huệ nhất thiết trí, vì thành tựu trang nghiêm cõi Phật, vì thành tựu lực của Như Lai, vô sở úy, pháp bất cộng, vì tướng tốt âm thanh đều đầy đủ, vì cầu đạo thủ thắng vô thượng, vì tùy thuận nghe sự giải thoát thâm sâu của Phật, vì suy ngẫm đại trí phương tiện thiện xảo. Bồ Tát Kim Cang Tạng nói xong pháp môn năm căn năm lực rồi, kế tiếp lại nói về pháp môn của Bồ Tát Diệm Huệ Địa, phải tiếp tục tu hành pháp môn bảy giác chi, còn gọi là bảy bồ đề phần, ý nghĩa là giác, quan sát. Đây là pháp môn định huệ đồng đều. Trước hết phải tu một, niệm giác phần, vì giác là tự thể, còn sáu thứ kia là nhân của giác. Niệm có thể thông hiển sáu thứ kia vì đều nương vào niệm. Do quan hệ với niệm hay khiến cho các pháp không thể quên mất, khiến cho trí huệ đồng đều. Khi tu niệm giác phần thì cũng nương vào chánh niệm này mà nhằm bỏ tất cả pháp thế gian hữu lậu, xả bỏ lìa tất cả pháp hữu vi thế gian, diệt trừ tất cả tư tưởng nhiễm ô thế gian, hồi hướng về xả ba la mật của bốn tâm vô lượng. Bồ Tát này còn phải tu hành sáu giác phần còn lại. Một, trải pháp giác phần, dùng trí huệ để chọn lựa pháp thật hay giả. Hai, tinh tấn giác phần, dùng tâm dũng mãnh lìa hạnh tà, hành pháp thật. Ba, hỷ giác phần, tâm được pháp lành liền sinh hoan hỷ. Bốn, khinh an giác phần, đoạn trừ tướng thân tâm thô trọng, khiến không cho ô nhiễm mà được khinh an. Năm, định giác phần,
khiến cho tâm trụ nơi một cảnh mà không tán loạn. 6. Xả giác phần, xả các vọng sai và tất cả các pháp, hành xả bình đẳng, vĩnh viễn trừ tham ái. Khi tu hành 6 giác phần này thì cũng giống như ý chỉ chánh pháp quan sát tư duy nhằm bỏ tất cả, xa lìa tất cả, diệt trừ tất cả tư tưởng hành vi bất thiện, hồi hướng về xả ba la mật. Vị Bồ Tát này tiếp tục tu hành bát chánh đạo, còn gọi là tám thánh đạo. Vị bát chánh là Bồ Tát đạo, xa lìa bát tà, dứt các phiền não, sinh ra tất cả tam muội không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, khai thông niết bàn, cho nên gọi là thánh đạo. Một chánh kiến, tức là minh bạch đạo lý, khổ tập diệt đạo. 4. Diệu đế, tu chứng được trí huệ vô lậu, làm chủ thể các chánh đạo. 2. Chánh tư duy, đã thấy được đạo lý bốn thánh đế, còn phải suy ngẫm khiến cho thật trí tăng trưởng, dùng tâm vô lậu làm thể. 3. Chánh ngữ, dùng thật trí tu khẩu nghiệp, không nói lời phi lý, dùng giới vô lậu làm thể. 4. Chánh nghiệp, dùng trí huệ trừ sạch tất cả thân nghiệp không chánh đáng, trụ nơi thân nghiệp thanh tịnh, dùng giới vô lậu làm thể. 5. Chánh mạng, nương vào ba nghiệp thanh tịnh, thuận chánh pháp mà sinh sống, để khỏi năm tà mạng, dùng giới vô lậu làm thể. 6. Chánh tinh tấn, và dụng trí huệ chân thật, dũng mãnh không giải đãi, tu học đạo lý, tiến vào niết bàn, dùng chuyên cần vô lậu làm thể. 7. Chánh niệm, dùng thật trí, nghĩ nhớ chánh đạo của Phật, không khiến cho sinh khởi tà niệm, dùng niệm vô lậu làm thể. 8. Chánh định, dùng thật trí vào thiền định thanh tịnh, dùng định vô lậu làm thể, thực hành ngược lại bát chánh đạo, tức là bát tà đạo. Bồ Tát tu bát chánh đạo này cũng phải y chỉ vào thật trí, nhàm chán hồng trần, xả bỏ tham ái dục, cầu nhân gian, diệt sạch tư tưởng nhiễm ô, hồi hướng về xả ba la mật. Bồ Tát Diệm Huệ Địa tu hành những công đức vô lậu này là vì Ngài không muốn xả bỏ chúng sinh ở trong biển khổ, hy vọng tế độ họ, vì căn cứ vào tâm nguyện quá khứ mà Ngài đã phát ra, khiến cho Ngài mãn nguyện. Vì dùng tâm đại bi làm trọng yếu thứ nhất, vì dùng đại từ để thành tựu hết thảy chúng sinh, vì suy ngẫm thật trí huệ trong nhất thiết trí huệ, vì thành tựu trang nghiêm cõi nước của chư Phật, vì thành tựu bốn thứ lực vô sở úy giống như Phật và 18 thứ Phật pháp bất cộng, còn có tướng tốt giống như Phật, âm thanh hay tất cả đều viên mãn đầy đủ, lại vì cầu Phật đạo thủ thắng tối thượng, lại vì hy vọng tùy thuận chỗ nghe được tất cả Phật pháp, đắc được diệu pháp giải thoát thâm sâu nhất, lại vì suy ngẫm đại trí huệ và pháp môn phương tiện khéo léo có thể dùng giáo hóa chúng sinh, vì có đủ thứ duyên cho nên phải tu hành Bồ Tát đạo. Những điều vừa nói ở trên có thể dùng ví dụ để hiển rõ. Pháp tánh như đại địa, nơi niệm như hạt giống, chánh cần là trồng trọt, thần túc như mầm non, năm căn như xanh căn, năm lực như cành lá lớn lên nở hoa thất giác chi, kết quả bát chánh đạo. Phật tử Bồ Tát trụ Diệm Huệ Điện này, hết thảy thân kiến làm đầu, ta người chúng sinh thọ mạng uẩn xứ giới, chỗ khởi chấp trước, khởi diệt suy ngẫm quan sát, vì tu trị, vì của ta, vì tài vật, vì chấp nơi trốn, như vậy hết thảy tất cả đều lìa. Bồ Tát này nếu thấy nghiệp nào mà Như Lai quở trách, phiền não ô nhiễm, thầy đều xả lìa. Nếu thấy nghiệp nào thuận với Bồ Tát đạo, được Như Lai khen ngợi, thầy đều tu hành. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Khi Bồ Tát trụ tại Diệm Huệ Địa tu hành, thì ở trong các kiến, đầu tiên phải trừ khử thân kiến. Còn các kiến kia như ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, 18 giới, 6 căn 6 trần 6 thức, 12 xứ, 6 căn 6 trần, sinh ra phiền não, nhiễm ô, chấp trước, kiều mạn, vân vân, tư dục, chẳng lợi ích gì cho sự tu trị thân tâm. Bồ Tát phải quan sát tỉ mỉ sự sinh diệt và sâu suy ngẫm những cảnh giới đó, biết rõ như huyễn như hóa, đều chẳng có, đều là không. Ở trong pháp đó, quan sát, tu trị sự thấy, phát hiện hết thảy tự ngã kiến của mình. Tất cả từ hữu kiến, tài vật thuộc về ta, chấp trước nơi an xứ pháp định kiến. Do đó trên thân kiến mà sinh ra phiền não, vọng tưởng, ngã chấp, pháp chấp, hiện tại đều muốn xả lìa, vứt bỏ. Vị Bồ Tát này nếu thấy ác nghiệp này, điều mà Đức Phật không hoan hỷ, Phật của trách là tất cả phiền não nhiễm ô, thì Ngài nhất định xả bỏ nó và còn xa lìa nó. Nếu như nhìn thấy nghiệp lành thì thuận theo tu hành đạo phẩm phải tu trị là lời dạy không trái với Đức Phật nói, được Như Lai khen ngợi, Ngài phải y giáo phụng hành như pháp tu hành. Phật tử Bồ Tát này tùy theo chỗ khởi phương tiện huệ, tu tập nơi đạo và trợ đạo phần,
Như vậy mà được tâm nhuận trạch, tâm mềm mại, tâm điều thuận, tâm lợi ích an lạc, tâm không tạp nhiễm, tâm cầu vô thượng thắng pháp, tâm cầu trí huệ thù thắng, tâm cứu tất cả thế gian, tâm cung kính, tôn đức không trái với lời dạy bảo, tâm tùy chỗ nghe pháp đều khéo tu hành. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát tại Diệm Huệ Địa, tùy theo phương tiện trí huệ đã chứng được ở trong tứ địa, công đức tích tập được cùng với pháp môn trợ giúp ngài tu đạo, liền đắc được tâm trí quang minh nhuận trạch, tâm mềm mại từ hòa, tâm điều thuận chẳng có chút nóng giận, thì khí huyết điều hòa. Ngài có tâm khiến cho người được an ổn khoái lạc, tùy thời làm lợi ích chúng sinh. Ngài chẳng có chút tâm tham sân si và tạp nhiễm dục niệm. Ngài thường thường có tâm kiên thành cầu thắng pháp vô thượng. Ngài hy vọng cầu được tâm trí huệ tối thượng thù thắng giống như Phật. Tâm đại bi phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh khổ nạn trên thế gian, muốn khiến cho họ lìa khổ được vui. Ngài có tâm cung kính, lễ kính, thiện trí thức, tôn trọng đại đức hiền thánh, kính cẩn tiếp thọ sự giáo hóa của các ngài mà không làm trái ý. Ngài có tâm y giáo phụng hành, bất cứ ở nơi nào nghe được pháp lành thì ngài đều y theo pháp lành mà tu hành. Bồ Tát này biết ân, biết báo ân, tâm rất hòa thiện, đồng trụ an lạc, chất trực mềm mại, mềm mại không có ngã mạn, khéo thọ lời dạy dỗ, được lòng người nói. Bồ Tát này thành tựu nhẫn như vậy, thành tựu điều nhu như vậy, thành tựu tịch diệt như vậy, thành tựu nhẫn, điều nhu tịch diệt như vậy, tịnh trị nghiệp của địa sau, khi tác ý tu hành thì được sự tinh tấn không ngừng nghỉ, tinh tấn không tạp nhiễm, tinh tấn không thối chuyển, tinh tấn rộng lớn, tinh tấn vô biên, tinh tấn hễ hưởng, tinh tấn không ai bằng, tinh tấn không thể hoại, tinh tấn thành tựu tất cả chúng sinh, tinh tấn khéo phân biệt đạo phi đạo. Bồ Tát này tâm giới thành tịnh, thầm tâm không mất, ngộ hiểu sáng suốt, căn lành tăng trưởng, lìa cấu bẩn ô trược thế gian, dứt các nghi hoặc, đầy đủ minh đoán, ưa thích sung mãn, được Đức Phật hộ niệm, vô lượng trí nguyện vui thích, thầy đều thành tựu. Vị Bồ Tát này thọ được sự lợi ích trợ giúp ngài tu hành Bồ Tát đạo, trong tâm rất cảm kích, biết ơn đức này rất khó được, cũng biết làm thế nào để báo đáp ơn đức vô thượng đó. Tâm địa của ngài rất hòa thiện, ngài cùng ở với bất cứ ai, cùng ở với nhau đều làm cho người khác có cảm giác rất tốt, khiến cho vui vẻ ôn hòa giống như vào mùa xuân. Chất trực của ngài nhu hòa, tâm tánh thành thật ngay thẳng, chẳng có tơ hào khiến cho người khác cảm giác khó chịu, cũng chẳng có chỗ nào khiến cho người khác không dám gần gũi. Ngài chẳng kiêu mạn đối với ai, đối với lời dạy của thiện tri thức, ngài đều rất vui thích tiếp thọ. Các đại Bồ Tát rất hoan hỷ được nghe giảng nói kinh Hoa Nghiêm. Vị Bồ Tát này có tư chất tốt lành như vậy, do đó thành tựu công đức nhẫn ba la mật, thành tựu phẩm đức thân tâm điều hòa mềm mại, đắc được vui tịch diệt thường lạc ngã tịnh, thành tịnh không nhiễm, nhẫn ba la mật, điều nhu tịch diệt như vậy, công phu tu hành như vậy đều thành tựu, do đó có thể tiến vào địa thứ năm Nan Thắng Địa, chuyên tâm nhất trí tu học địa thứ năm. Trong giai đoạn này, Bồ Tát ngày đêm không giải đãi, tinh tấn tu học Phật đạo không ngừng nghỉ, tinh tấn không tạp nhiễm, nghĩa là không giải đãi, cũng không quá cấp tốc, không nhanh không chậm, bình đẳng hành thường, tinh tấn không thối chuyển, niệm không thối, hạnh không thối, vị không thối nơi tự thừa, hai điểm ở trên quan hệ về phương tiện tự lợi, tinh tấn rộng lớn, tâm niệm rộng lớn, có tâm lợi tha rộng lớn đến tận hư không khắp pháp giới, đều là nơi và đối tượng của ngài tu hành. Tinh tấn vô biên, phát nguyện nhiếp thọ vô biên chúng sinh, bố thí lợi ích khắp, giáo hóa khiến cho họ tu hành. Tinh tấn hãy hừng, tùy thuận dạy dỗ. Tinh tấn tu học giống như lửa. Tinh tấn không ai bằng. Tinh tấn chẳng có ai bằng và không ai sánh được. Tinh tấn không thể hoại, chẳng có bất cứ sức lực gì có thể cản trở ngài hoặc phá hoại sự tinh tấn của ngài. Tinh tấn thành thục tất cả chúng sinh, tự mình tu Bồ Tát đạo cũng có thể giáo hóa tất cả chúng sinh tu Bồ Tát đạo, khiến cho căn lành của tất cả chúng sinh thành thục, khéo phân biệt đạo phi đạo, tinh tấn khéo minh bạch lý giải thế nào là Phật đạo, thế nào là ma đạo, có trí huệ dứt nghi, có sức lực không sợ hãi điều phục họ, tinh tấn chân chánh tu tập. Bổn tâm của vị Bồ Tát này tinh tấn thành tịnh rồi thì tâm Bồ Đề của ngài vĩnh viễn không thối chuyển,